I hope you like it. Thank you. Xin cảm ơn. Anh nói là anh nói nhiều mà bây giờ bầu em nó xệ xuống dưới đây, em ngực đẻ luôn rồi. Em muốn tắt thở nãy giờ với cái bầu này luôn á. Chị có đi cưng. Hai biểu. Thôi ráng đi cưng. Đâu sao đâu. Lát mình đợi chung sao nha. Từ từ, đợi xíu. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe đạo diễn Nhất Trung. Lý do tại sao anh muốn thay đổi tư duy điện ảnh của mình với mùa Tết năm nay, không còn mang yếu tố giải trí đơn thuần nữa. Quý vị ngày hôm nay đã dành tất cả thời gian có mặt trong Cua Lại Bầu Bầu ra ngày hôm nay. Yeah, rất tuyệt vời. Quý vị là những người bạn tuyệt vời nhất của tôi, là những người rất là đáng yêu và xin cảm ơn tất cả những anh chị nghệ sĩ và những người bạn của cả Nhất Trung và tất cả những anh chị em nghệ sĩ đã có mặt ngày hôm nay. Thật sự đó là một cái điều rất là quý, rất là không nghĩ là quý vị đến đông đủ như vậy. Và I love you, thank you. Cảm ơn tình cảm của diễn viên Trấn Thành dành cho tất cả mọi người. Nhưng anh có thể giải thích rõ hơn khi anh nói đây là bộ phim điện ảnh mà anh đặt rất nhiều tâm huyết, mà cũng là một trong những bước ngoặt trong sự nghiệp điện ảnh của anh à?